Cương thi, truyền thuyết về người nửa sống nửa chết ở Trung Quốc. Câu chuyện kỳ bí về cương thi được ghi chép nhiều nhất vào triều đại nhà Thanh, kể về những người có thể sống lại vào ban đêm. Trong văn hóa dân gian Trung Quốc, người ta quan niệm một người vừa chết nhưng trong lòng còn nhiều oán hận hoặc xác chết sau khi bị yểm bùa chôn một thời gian dài mà không thối rửa thì sẽ biến thành cương thi. Những câu chuyện bí ẩn về cương thi được ghi chép lại nhiều nhất là vào triều đại nhà Thanh. Trong hai quyển sách Tử Bất Ngữ và Bút Ký Nghiệp Vì Thảo Đường có nói rất nhiều về cương thi. Theo truyền thuyết, cương thi còn được gọi là di linh, là linh hồn di động, có nguồn gốc ở tương Tây Trung Quốc. Những người đi làm ăn xa mong muốn sau khi chết sẽ được đưa về quê quán để chôn cất. Chính vì vậy, xuất hiện những pháp sư yểm bùa biến xác chết thành cương thi để đưa về quê an táng khi thi thể chưa thối rửa. Trong truyện và phim ảnh, các pháp sư thường dẫn 3 đến 5 cương thi một lúc, dùng chạc để trói, dán lá bùa màu vàng lên trán của chúng, vừa đi vừa đánh chuông đi vào ban đêm. Vì cương thi sợ ánh sáng mặt trời, nên khi trời sáng, pháp sư sẽ tìm nơi nghỉ ngơi, đến ban đêm thì lại tiếp tục đi. Theo ghi chép ở triều đại nhà Thanh, có một câu chuyện nói về ngôi làng cương thi. Chuyện kể rằng, vào những năm đầu của triều đại nhà Thanh, ở tương Tây có một ngôi làng nhỏ dựa vào núi. Trong làng có một người bị trúng độc của xác chết do chuyên đi đào mộ. Sau này, tuy được một ông lão cứu, nhưng vì làm nhiều chuyện sai trái nên hắn bị người dân trong làng đánh cho một trận rồi vứt ra sau núi. Vài ngày sau, hắn lại trở về làng và xin cầu cứu nhưng không ai đồng ý giúp. Dân trong làng lại đánh cho hắn một trận rồi trói lên cây. Sau đó hắn chết ở trên cây. Một buổi tối, dân làng định mang xác hắn đi an táng thì phát hiện xác chết đã biến mất. Hắn đã biến thành cương thi. Vì thù hận người trong làng, hắn trở về giết hết mọi người. Một số người không chết nhưng bị hắn cắn nên cũng biến thành cương thi. Theo truyền thuyết, cương thi có thể phân làm 3 loại. Một loại là cương thi vô thức, thuộc dạng cương thi hạ đẳng, hành động dựa vào bản năng. Loại thứ hai là cương thi có ý thức, chúng hành động giống như người bình thường. Và thứ ba là quỷ, loại cương thi mạnh nhất chuyên hút máu người để lấy sinh khí. Thực ra, loại cương thi thứ ba của Trung Quốc cơ bản đã bị đồng hóa với quỷ hút máu hoặc ma cà rồng ở phương Tây. Theo quan niệm của dân gian, để chống lại cương thi có thể dùng gương vì cương thi sợ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Cương thi cũng sợ bị cành đào hoặc kiếm gỗ đâm vào. Hiệu nghiệm nhất là dùng búa dán vào trán của chúng. Hiện nay, có giả thiết cho rằng đa số trường hợp cương thi không phải là xác chết thật mà là người sống giả chết. Theo đó, pháp sư đã chuẩn bị một loại thuốc để làm cho nạn nhân bị chết giả, xong trộn vào thức ăn. Khi thuốc ngấm thì tim của nạn nhân đập chậm, không nghe thấy, huyết áp hạ thấp, hơi thở rất yếu, tứ chi cứng đờ. Khi đó, mọi người tưởng nạn nhân đã chết nên sẽ mang đi chôn. Vì đã có chuẩn bị trước nên quan tài và mộ được thông hơi tối thiểu để nạn nhân không chết thật. Khi mọi việc xong xuôi không ai chú ý, pháp sư sẽ đào mộ đưa nạn nhân lên rồi lấy thuốc giải để cứu sống. Lúc đó nạn nhân bị thôi miên, không còn biết mình là ai, chỉ nghe theo lời dạy bảo của pháp sư. Người ta cho rằng vì ngày xưa quan binh kiểm soát gắt gao nên những kẻ buôn bán hàng cấm phải tìm cách giấu hàng trong xác chết, lợi dụng cương thi để che mắt mọi người. Những câu chuyện về cương thi đều rất thần bí vì chưa có bằng chứng xác thực giả thiết trên. Nên đến nay, thực hư về cương thi vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp.